có bình nước ha. Đó, đầy đủ. Không có quạt luôn. Đầy đủ. Đầy đủ đồ, không có thiếu thứ gì hết. Đồ rất là chất lượng, mặc dù là đồ xài rồi nhưng rất là chất lượng. Thì cái khu vực này cũng rất là rộng, nó rộng lớn. Đó, những cái phố này là người ta cũng bán đồ không đó. Phố này cũng bán đồ trên biên không đó. Bán tủ máy lạnh, tủ lạnh, cái kho tủ lạnh, máy lạnh đầy thủ. Tủ lạnh, máy lạnh, cái này là người ta đóng vô trong trong nè, để người ta đóng thùng để người ta gửi đi thành phố nè. Kho rất là rộng. Quay sơ cho bà con để các bạn xem cái cảnh sinh hoạt của cái chợ gò vùng biên giới Gò Tà Mau, cho bằng Gò Tà Mau. Rất nhiều từ bình dân tới cao cấp. Đây là tủ lạnh, đó, tủ lạnh các thứ. Tủ lạnh rất là mới. Tủ lạnh rất đẹp. Tủ lạnh, máy giặt, máy giặt các thứ. Đó, rất đẹp. Không thiếu thứ gì hết. Toshiba. Toshiba. Tủ lạnh. Tủ lạnh này chưa vệ sinh. Cái gian hàng bán xe đạp, gian hàng bán xe đạp của anh trai, của em trai, đầy đủ các thứ. Ồ, cái xe này cao cấp mà nha, cao cấp mà, anh có xe cao cấp à. Chiếc xe này giá nhiêu em trai? 5,8 triệu hả? Này chiếc xe cuộc này 5,8 triệu nè bà con ơi. Đồ rất là liền lạc. Đó, đầy đủ xe các thứ. Thì nón bảo nón xe xe đua xe cột luôn, các đồ dụng cụ, ống bơm các thứ. Đó, bên kia thì người ta bán máy lạnh, máy giặt các thứ. Phụ kiện của xe đua xe đạp đầy đủ, không thiếu thứ gì hết. Ai mà muốn lên đời xe thì tân trang đồ thì ghé đây.
Thank you.